Xin chào các bạn. Như theo số phân tích lần trước, đó là bản tin số 1, thì tôi đã phân tích rằng là giá vàng đang trong giai đoạn nén rất chặt, và khả năng giai đoạn thời gian tới trong những tuần đầu tiên của tháng Giêng năm 2016 thì giá vàng sẽ có những cái bước tăng trưởng mạnh. Thì đến hôm nay các cái dấu hiệu tăng trưởng là khá rõ, và với cái biểu đồ ngày thì chúng ta thấy là mô hình hai đáy cũng đang được hình thành khá là đẹp. Và giá vàng đã có sự bứt phá dựa trên biểu đồ ngày. Chúng ta thấy ở đây cũng có thêm cái mô hình, đó là mô hình Morningstar. Như vậy thì với các cái dấu hiệu này, chúng ta thấy rằng vàng sẽ có được cái dự đoán khả năng tăng trưởng trong những tuần sắp tới đây. Dựa theo cái biểu đồ cũng theo biểu đồ ngày thì hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2016, dự đoán ngày 5 tháng 1 2016 sẽ là những ngày đầu tiên cho khởi điểm cho một chu kỳ tăng giá của biểu đồ vàng trên thị trường vàng thế giới. Song song với cái biểu đồ vàng thị trường thế giới tăng trưởng thì chúng ta có thể thực hiện cái việc mua vào vàng vật chất trong nước tương ứng với các cái vùng giá như là 1070 chẳng hạn. Như vậy thì với cái vùng giá ngày 5 tháng 1 và ngày 6 tháng 1 chẳng hạn thì chúng ta có thể thực hiện cái việc mua vào vàng vật chất tương ứng cái vùng giá của vàng là từ 1070 trở lên. Thì dựa theo những phân tích này sẽ đóng góp cái sự hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc kinh doanh vàng vật chất trong nước mang lại cái hiệu quả cao hơn. Và xin đừng quên thực hiện cái việc subscribe kênh chúng tôi để nhận được các video mới và nhanh nhất. Hẹn gặp các bạn ở các số lần sau. Xin chào tạm biệt.